Rồi thì cái bài này nói chung cái bài này là một trong những bài gọi là căn bản, nhưng mà nó cũng không có dễ ăn lắm đâu. Thì cái căn bản ở đây á là mình cần phải biết một vài cái cách đi lưới cái khuôn mặt, người ta gọi là flow mask. Thì cái flow mask này á nó gọi là cái đường lưới. Trước khi mà muốn đi làm character thì ít nhất mình cũng phải phân tích được vài cái flow mask là như thế nào. Thì ví dụ như ở đây đi, mình có những cái này có sẵn, bây giờ mình sẽ tập phân tích ở đây một chút. Đây. Thì ở cái hình này mình cần phải biết cái flow của nó chạy, tại vì phải biết cái flow nó chạy á thì mình mới dựng được cái hình, dựng được cái hình theo. Thông thường á phải hiểu cái flow mask là nó sẽ đi theo một cái, nếu mà là flow cong á thì thông thường á mình sẽ chạy theo cái đường cong như thế này nè. Thì cứ tưởng tượng đi ha, ví dụ như đây là những điểm ít lưới nè, càng ít lưới càng tốt chứ không phải càng nhiều lưới càng tốt, tại vì ít lưới mình mới dễ sửa, còn càng nhiều lưới càng khó sửa, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như lúc này á flow nó đang là ít lưới nè, không thì mình ở đây mình là làm game mình được quyền lưới 3, nhưng mà cái hướng á nó đi á nó sẽ là dạng vậy. Thì rõ ràng cái flow là nó sẽ chặt 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 theo hướng này, nó bẻ theo cái đường cong chứ nó không theo một cái trạng thái. Thông thường á nếu mà mình không biết á thì mình hay đi theo cái kiểu là từ trên đi xuống nè, từ trên đi xuống rồi rồi cái lưới, rồi sau đó mình đập đập giống như là đập ngang vậy nè. Đó. Cái này không phải là cái flow. À, cái này không phải cái flow. Tại vì sao? Cái đường lưới lúc này nè, nó đi theo cái hướng từ trên đi xuống, đi theo từ trên xuống, đi theo đây. Chứ nó không có đi theo giống như cái đường hồi nãy. Quên, hồi nãy tự nhiên xóa cái kia. Còn cái đường này nè, nó đi theo cái hướng gạt từ đây qua, gạt đây qua, gạt đây qua, gạt đây qua, gạt đây qua. Rồi đường từ đây nè, đi theo nè, đi theo hướng này nè. Để cho dễ thì mình đổi lại cái màu này chút. Đó. Ở đây mình sẽ dễ nhìn thấy hình dung hơn. Mình sẽ tưởng tượng cái đường flow nó đi theo theo cái hướng này nó sẽ dễ hơn. Tại vì sao phải có cái hướng flow á thì nó mới giúp cho mình đi theo được cái đường, giúp cho mình bo cua được mấy cái đường này. Ừ. Nếu không có đường flow á, từ thông thường á, thậm chí ngay cả mấy cái đường cong như mí mắt cũng vậy, nó cũng phải có cái đường flow. Thì cái này hơi bị khó nhìn chút. Nhưng mà để ý kỹ mình vẫn sẽ thấy cái đường flow. Ví dụ từ đây nè, mình sẽ thấy một cái đường flow bao quanh cái đường viền mắt nè. Đó, để ý kỹ có phải mình sẽ thấy cái đường này không? Không. Đây gọi là flow nè. Nếu mà gọi là lưới nhiều quá thì mình sẽ cần phải đi cái đường flow như thế này. Nhưng mà đây là lưới ít. Mà lưới ít nó vẫn phải có cái flow của nó chứ không thể nào mà muốn chạy đâu chạy được. Ý là kỹ không? Rồi, đó gọi là flow mask. Còn cái thứ hai nữa, mình sẽ có kiến thức về cái guide mask. Một.
Còn cái thứ hai nữa thì ở đây mình gọi là gai mess. Thì những cái gai mess á là những đường lưới để hướng dẫn cho mình vẽ texture. Khi mà làm cái này á, mình cũng phải định trong đầu cái đường gai là như thế nào. Ví dụ, thông thường khi mà lúc ban đầu á, của mình là chỉ là một cái như thế này thôi. Thì khi mà mình dựng chắc chắn là mình sẽ không có texture ở đây. Thì câu hỏi, ủa nếu mà cần phải có texture vậy lúc đầu mình sẽ dựng như thế nào? Và làm sao mình dựng ra cho nó tốt? Thì bắt buộc á, là trong cái quá trình mình làm á, mình phải ngồi đối chiếu. Đối chiếu mấy này lại. Thì ở đây á, mình ví dụ như để cho ra được cái con mắt, thì ở đây là lưới thấp nè, lưới thấp nè, lưới thấp nè. Thì gần như ở đây gọi là lưới thấp thôi. À, mình không có cần nhiều đâu. Nhưng mà mình phải có được cái đoạn lưới này để sao? Để lúc mình vẽ UV á, mình vẽ texture á, thì những cái đoạn lưới này sẽ cho mình biết mình vẽ texture ngay chỗ nào. Tại vì khi mà mình làm với texture á, thì mình chỉ có một cái miếng UV. Một cái miếng UV. Mà chính là cái UV này mình sẽ bỏ vào Photoshop và nhờ những cái đường điểm này nè, mình biết đây là mình sẽ vẽ cái chân mày hay là cái vòng mắt của mình. Nó có thể lệch một chút, không chính xác 100% đâu, nhưng mà nó có thể lệch một chút, mà ý là nó không quá lệch. Nó vẫn nằm trong cái đường này. Đây gọi là đường guide mesh. Ví dụ như những cái đường này nè, khi mà mình dẫn á, chủ yếu là mình cũng biết là chỗ này để vẽ cái chân mày. À, hay là mình dựng những cái này nè, để chủ yếu là mình biết đây là cái miệng của mình, chỗ này lõm vô trong, không vâng đó. Hoặc là như cái chỗ này mình có cái đường gai ngay chỗ này, là để mình biết là mai mốt á, mình sẽ vẽ miếng kim loại lên này. Nó sẽ không 100%, tại vì sao? Đây là lô. Mà lô thì chắc chắn không thể nào đủ lưới để cho ra nó cong được. Đúng không? Nhưng mà nhờ những cái đường này á, mình biết là nó sẽ ở đây, và sau đó sẽ nhờ đó mình sẽ vẽ trong cái phạm vi của cái đường này. Nó có thể là cong hơn một chút để cho nó tạo cảm giác. Thì chính vì thế khi mà mình tắt cái lưới đi, nó không thể hiện lưới, nhưng mà mình vẫn cảm giác là nó có một cái đoạn cong khá là ổn. Ví dụ như nhìn ở đây mình vẫn thấy cong nè, chứ mình không thấy gắt. Chỉ trừ khi những cái đường này nè là chắc chắn mình sẽ thấy nó gắt, tại vì đây là lô. Thì những đường gai đó thậm chí nó còn áp dụng cho những cái nếp nhăn của áo. Ban đầu á, thì tất nhiên là mình sẽ không có một cái texture nào cả. Nhưng mà dựa vào những cái đường nếp nhăn này nè, thì khi mình vẽ mình mới phán đoán ra được, à chỗ này á, khi mình vẽ texture á, nó cần chỗ này phải có một cái đoạn nhăn. Thì mình sẽ dựa vào cái đường guide mesh đó, là đường dẫn hướng dẫn lưới đó đó, để cho khi lúc mình vẽ thì mình biết, à mình sẽ vẽ bên Photoshop bên chỗ này nó sẽ ra cái một cái đoạn giống như là ánh sáng từ trên đánh xuống ha. Thì từ trên đánh xuống thì tất nhiên á, là xuống này nó sáng, còn dưới này tối để cho ra nếp nhăn mà. Nhưng mà cũng thấy rõ, mình không có quá nhiều lưới, nhưng mà đường này để cho mình biết đây là nếp nhăn. Đây là cái lõm vào trong để tạo nếp nhăn. Thì chờ chờ, không? Đây cũng vậy. Nhưng mà có những cái á, mà mặt phẳng quá, mình không có nhiều lưới, tại vì cái giới hạn của mình á, ví dụ như một con của mình chỉ có 3.000 thôi, thì cái nào mà nếp nhăn nào mình cũng ngồi đập ra nhiều quá thì chắc chắn mình không đủ lưới. Cho nên á, đa phần nếp nhăn á, mình sẽ đập ở những chỗ khối dễ thấy nhất.
Ví dụ như ở mặt trước mình sẽ thấy cái điểm này, không, qua đây mình sẽ có những cái đường khác. Mình tập trung vào những cái điểm mà dễ thấy nhất thôi, tại lưới thì mình sẽ không có nhiều. Và mình sẽ cần phải ưu tiên ở những chỗ nào đánh vào cái thị giác nhiều nhất. Ví dụ như mấy chỗ này, khi mình nhìn ở xa thì chắc chắn những chỗ này đánh vào cái thị giác của mình nhiều nhất. Mình cần phải để nếp nhăn ở chỗ này. Còn mấy cái nhỏ nhỏ này, nếu mà sau khi mình làm xong, mình cảm thấy ví dụ như ở đây chỉ có 3.000 lưới, nhưng mà người khách hàng cho mình là 4.000, thì đến lúc này á, sau khi vẽ xong texture, mình có thể ép thêm một vài cái đường lưới để tạo nếp nhăn trên này, để tạo cái đường gai nếp nhăn trên này. Mà cái đó nếu cần thiết thì thêm, còn không cần thiết thì thực tế thì cái texture ở đây nó vẫn thể hiện được. Có nghĩa là texture nó thể hiện tốt thì cần chi mình chi lưới cho nhiều, không cần thiết. Nè, ví dụ như ở đây mình vẫn cảm giác đây là một cái đoạn bạc vô, đây là một cái đoạn nhăn. Nhìn ở đây mình vẫn cảm thấy đây có đoạn nhăn thì test cho ở đây, tại vì sao, ở đây là một cái dạng giống như nhìn mặt phẳng, nó không có cái nhìn mặt biên ở bên này, cái border viền ở đây. Thì chính vì vậy á, nếu mà như thêm lưới thật sự thì nó cũng hơi vô nghĩa một chút, do nó không có cái đặc tính là border, nhìn cái góc border shape ở đây. Shape ở đây ví dụ như bây giờ á, bật số 6 à, số năm đi. Ví dụ như mình bật ở đây nè, đây là sẽ ra cái border biên của mình nè. Không. Còn ở đây á, thì gần như khi mình nhìn qua nhìn lại thì chỗ này gần như cũng chẳng có cái gì thể hiện cái đường nhăn border biên á. Mình không có cần thấy mấy cái nếp này. Nên ở đây mình không có cần. Lý do đó tại sao mà chỗ đó không, chỗ này không có cần nhiều lắm, mà chỗ mấy cái chỗ này thì lại cần nhiều. Rồi. Thì ở đây quan trọng một là flow mesh. Flow mesh là cái đường lưới chạy. Nó chạy theo một cái loại đường ha. Chạy theo một cái loại đường cong. Thông thường đường cong là có flow mesh rất là rõ. Rồi, cái thứ hai là đường lưới dẫn. Thì cái ga đây gọi là guide mesh, đường lưới hướng dẫn để mình vẽ texture. Có những điểm này chính là để mình biết khi mà tôi vẽ texture tôi sẽ có cái điểm này, tôi có điểm này, vân vân. Đó. Rồi. Bây giờ quay trở về lại cái phần ban đầu của mình. Thì cái ban đầu của mình sẽ không có bất kỳ cái gì ở đây cả. Mình chỉ có một cái hình rep. Hình rep như thế này thôi. Thì khi mà mình làm á, cái tơ thường khách hàng sẽ đưa cho mình một cái hình rep. Và nó làm gì có mấy cái khối này, mình chỉ có hình mỗi hình này thôi, còn mấy cái khối này thì mình chụp lại chứ đời nào mà có sẵn, không? Cho nên khi mà người ta đưa cái này các bạn phải ngồi học, học ở cái cách nhìn để cho ra. Ví dụ như mình cảm thấy đây là khuôn mặt bầu, tại sao người ta vẽ texture mình, các bạn cảm thấy khuôn mặt ở đây nó bầu không, thì khi các bạn dựng các bạn cũng phải làm cho cảm giác có khuôn mặt bầu đây nè. Nhìn ở đây thì không, chưa có cảm giác đâu, nhưng mà khi mà các bạn nhìn ở góc độ này các bạn phải thấy được cái khuôn mặt bầu của nó đó. Rồi, về cái dựng hình thì đầu tiên á, các bạn muốn dựng gì thì dựng. Mình không biết các bạn muốn xử lý ra sao. Ví dụ cá nhân của mình hay sử dụng cái khối cúp để mình dựng. Ai muốn dựng bất kỳ hình gì thì kiểu gì cũng được ha, mình không cần nhất thiết. Vì ở đây á, nó cũng chưa có, mình chưa làm hoàn chỉnh là tay chân gì á, cho nên cũng chưa có cần phải làm trên mặt đất. Nhưng mà nó phải đối xứng. Ví dụ như các bạn đối xứng X hoặc các bạn đối xứng Z gì đó thì tùy các bạn. Nhưng mà nó phải đối xứng qua một trục. Chứ không thể nào mà để cho nó nằm lơ lửng rồi một cái thì nằm tẹt qua đây, còn này đối xứng này đâu, không được đâu. Rồi, còn cái mặt bên còn lại mình sẽ tiến hành cần duplicate special. Thì duplicate special là mình sẽ để instant ha, có nghĩa mình làm bên mặt này bên kia nó cũng đối xứng qua.
Sau khi đúp xong á thì mình sẽ chuyển cái này thành trừ 1. Thì lúc này nó sẽ cho ra mình cái khối y chang. Rồi, cái kế tiếp bây giờ mới chính thức làm cái đầu. Thì cái phần đầu của mình á, các bạn sẽ cần phải ngồi, có thể cái này hơi bị khó ha. Tại vì nói chung thì các bạn chưa có kiến thức. Ok, mình sẽ cung cấp thêm một cái vài hình. Ví dụ như mình đã làm xong mấy cái hình này, mình vẽ rồi, cho nên mình để đây để cho các bạn dễ hiểu hơn. Chứ mình nói lại ha, chính xác là khi các bạn nhìn cái rep này á, người ta đưa có rep có mỗi cái rep này thôi, chẳng có mấy hai cái ba cái chụp ba bốn cảnh góc như thế này đâu. Cái này là chỉ sau khi mình làm xong mình mới có, nhưng mà để cho hỗ trợ các bạn dễ thì mình mới chụp như thế này. Còn không thì các bạn buộc phải tưởng tượng hoặc là đi kiếm những cái rep khác để các bạn có thể làm. Ví dụ như các bạn ví dụ như đây mình có trong cái đống portfolio này của mình có rất là nhiều. Rồi sau đó mình ví dụ như đây C như rep của mình đi ha. Thì đây là một trong các rep của mình để cho làm một cái con nhân vật. Đó, để có thể làm như một con nhân vật mình kiếm rất là nhiều rep, chứ không phải là 1 2 3 cái rep là xong đâu. Để sau khi mình làm xong á thì đây là một cái con nhân vật hoàn chỉnh của mình. Thì con nhân vật này nó like rất là nhiều đặc điểm trên này. Nó không có theo một cái hình, ví dụ như mình không có làm theo ông này, mình cũng không làm theo ông này, Beckham, mình cũng không làm theo Leon, Resident Evil nè. Mình cũng không làm theo khuôn mặt này, các bạn sẽ thấy. Nhưng mà nó sẽ có vài các đặc điểm để mình biết cấu trúc mặt hoặc là vài cái detail gì đó. Sau đó nó like để cho ra. Thì khi mà các bạn làm một cái gì, một vật thể gì đó, ví dụ như làm kiếm, thì đừng có kiếm đúng một cái thanh kiếm, mà các bạn phải kiếm thật nhiều cái thanh kiếm. Nó có thể cho mình biết cái rep về cách tả của một cái món gì đó, nó sẽ rất là khác. Ok. Đây. Ví dụ như đây là một cái rep về nhân vật Handpan thì mình cũng phải đi kiếm rất là nhiều. Đa phần các bạn chưa có kinh nghiệm, các bạn hay bị cái một cái tư tưởng sai lầm là các bạn phải lấy đúng một cái gì đó gần gần. Chứ các bạn không kiếm một cái gì đó gần tương tự. Cái chữ tương tự nó rất là quan trọng. Cho nên các bạn phải kiếm cái gì tương tự. Ví dụ như cái này cũng hỗ trợ Handpan nè. Nhờ những cái này mà mình luyện tập cách vẽ, tả chất liệu của nếp nhăn, hoặc là những cái này để cho mình. Cái này là hoàn toàn Handpan nha, người ta Handpan người ta không có sử dụng cái gì để phụ trợ đâu. Ví dụ như các bạn hay dùng cái kiểu mà đi kiếm cái này bắt cái kia thì xin thưa, cái này người ta hoàn toàn vẽ Handpan. Đấy, cái này cũng vậy. Thì người ta có thể vẽ được thì mình cái quan trọng của mình là mình luyện thôi. Thì ở đây chỉ có luyện thì mới ra được. Thì đây là một trong những các ví dụ các bạn cần phải kiếm rất là nhiều. Thì khi mà mình nói nếu mà các bạn không kiếm được cái đầu này thì mời các bạn đi kiếm những cái rep có những con gần gần giống như thế này. Các bạn lấy nó làm rep nó sẽ tốt hơn. Ok, quay trở lại. Thì khi mà các bạn làm cái này nè, các bạn cần phải suy nghĩ, mường tượng ra một vài các đặc điểm. Là thứ nhất là cái đầu của mình á, lưới đây nó sẽ chia ra ha. Thì muốn ra được cái đầu này, thứ nhất các bạn phải có một điểm lưới ở đây và điểm lưới ở đây, điểm lưới ở đây. Đây là đường căn bản. Tại sao? Tại vì cái đường đó thì nó khi mà các bạn nhìn qua đây nè, nó cũng tương tự. Phân tích rất là quan trọng, khi các bạn làm các bạn buộc phải phân tích thôi. Thì ở đây chính là một, và đối chiếu với nó có một cái đường sau lưng nữa, cho nên một ở đây cũng chính là ba, là có hai đường đó nha, chứ không phải là chỉ có một đường đâu. Còn đây là sẽ là đường thứ hai. Thì đây là căn bản của mình, cho nên nếu mà các bạn đã nhìn làm với cái này á, bắt buộc các bạn cần phải có một đường ở đây. Thì dễ thôi, collapse
Được chưa? Mình tụ chung khi làm là buộc phải phân tích, không phân tích rất là khó để có thể làm được. Và làm càng phải ít lưới càng tốt. Rồi. Thì dựa vào cái hình này, đầu tiên là mình đã có một điểm lưới ở đây, điểm lưới ở đây. Rồi bây giờ á, để cho có thể lên cái đầu này thì các bạn tưởng tượng đi ha, cái đầu của mình là sẽ cong như thế này nè. Tại nó ôm theo cái form tóc của mình thôi, không có gì cả. Thì cái đầu của mình nó sẽ ôm như thế này, thì các bạn cần phải có một điểm lưới ở đây. Đối chiếu ở đây một điểm lưới nè. Thì khi mà các bạn vẽ ở đây, các bạn sẽ có một cái đường như thế này. Chính xác không? Rồi để ra được cái đoạn ở đây á, đừng đừng có quan tâm cái tóc, tại tóc là làm riêng, nó không có dính vào cái đầu đâu. Ở đây lúc này mình không làm dính đầu đâu, cho nên nó sẽ không có cần phải ngồi làm gắt quá. Thì ở đây 1 2 3 4 5. Đây là mới phân nửa của cái đầu thôi. À, thì phân tích xong nè, bây giờ đến này nè. Mình chưa làm dưới thì thôi mình dẹp, mình không còn quan tâm ở dưới. Thì ở đây mình có nè, thấy không? Rõ ràng ở đây mình sẽ thiếu một cái đường. Nếu mà các bạn kéo cái đường này vô, ok, nó giống như cái đường bạn phân tích. 1 2 3 4 và 5. Chưa? Và cái này nó sẽ đi hơi nhô về phía sau chút. Nhưng mà nó sẽ xảy ra cái tình trạng này. Tại vì sao? Đây chỉ là một cái mặt bên thôi. Nó cần muốn làm vậy, nó cần phải có thêm một cái điểm ở đây nữa, chính là cái điểm chỗ này. Thì ở đây để cho dễ mình xóa cái điểm này đi. Đặt ở đây. Thì ở đây nó sẽ chập, tại vì á của mình ở đây á thực tế á là nó vẫn nó đang là tứ thôi, nhưng mà nó đang là hai cái tứ này không phải là tứ giác, tại vì bốn cái điểm này không nằm trên một mặt phẳng. Cho nên tứ giác này thực tế là hai tam giác, cho nó sẽ xảy ra tình trạng này. Chút mình sửa không, cũng không cần thiết lắm. Giờ chỉ cần đặt thêm cái điểm ở đây nữa là các bạn sẽ có một cái tứ giác khác. Chính là ở đây, khi mà mình các bạn nhìn thấy rõ ràng không? Nhìn thấy ở đây nó đã một điểm khác, nhưng mà xoay qua đây các bạn thấy khác nè. Thì nhiệm vụ của các bạn cần phải là kéo cái đầu này ra. Rồi cố gắng nữa, không có cái gì mà chạy lẹ được đâu ha. Cố gắng, không có chạy lẹ được. Mình chỉ có thể là đi từng khúc rồi. Bây giờ kế tiếp đừng quan tâm mắt mũi miệng gì nhiều quá. Ở đây mình cần là cái khối của mình á, nó rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ mà các bạn chưa gì hết, các bạn ép một đống lưới vô mà trong khi cái khối của các bạn á, nó chưa có xong á, là các bạn sẽ sửa rất là nhiều. Cho nên mình khuyến cáo các bạn đừng có quan tâm quá. Thì ví dụ như bây giờ mình cần cái khối đầu, thì khối đầu cái lỗ tai có quan trọng gì đâu. Cái lỗ tai lúc này nó đâu có thay đổi nhiều cái khối đầu. Thì khi mà mình làm á, cố gắng dẹp cái vụ mà cái lỗ tai trước đi. Nhiều bạn mình biết chưa làm xong gì hết, cứ ngồi đập cái lỗ tai vô một nùi vô luôn. Mà cái lỗ tai lúc đó không có cần thiết. Rồi quay về trở lại đây ha. Thì cái khúc mà hồi nãy mình phân tích đó là mới có cái đoạn trên này thôi. Đây, nó mới có đoạn trên này thôi. Nó đang rất rất ư là thiếu lưới. Thì thiếu lưới là mình nói rồi, nó không quan trọng ở điểm này. Rồi, quan trọng là cái lóc và cách các bạn đặt điểm. Thì ở cái hướng này bây giờ mình nó chưa bao được cái đầu nữa, thì lúc này mình quan tâm nhiều cái mắt mũi miệng làm gì, đúng không? Thì bây giờ mình tiếp tục, mình cần phải xác định điểm tiếp. Đây, cái đường tiếp để nó còn chạy, để còn chạy để bắt đầu mình dằn dằn lưới nữa. Thì từ từ đó mình mới bắt đầu mình thêm lưới. Cái lúc này các bạn không thêm là các bạn làm mà các bạn chạy đi rất là dễ sai. Và đồng thời ok thôi, tạm thời cứ thế. Bây giờ ở đây nè, cứ thêm trước đi ha.
có thể sẽ gần giảm chút. Đây mặt front của mình, front của mình rồi, đây kéo rồi, sẽ còn có nhiều, rất là nhiều vấn đề mình chúng ta cần phải chỉnh sửa nữa, không có ngon ăn là từ cái đầu này là xong đâu. Đây chỉ là mới cái mặt trước mình nhìn như thế, nhưng mà bây giờ quay qua bên cái phần mặt này, các bạn sẽ thấy rõ ràng. Nếu mà các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy à, tôi ra cái phần này nó chỉ là một cái đoạn gần như dẹp, rất dẹp, và các bạn sẽ thấy nó rất là kỳ. Thực ra cái này không có cái vấn đề gì đâu, cái này gần như là chuyện muôn thuở. Tại vì sao? Đây là lô và các bạn chưa hề có một cái gì gọi là đầy đủ cả. Thì để cho dễ dàng á, bắt đầu á, từ khúc này mình xóa cái mặt dưới này đi. Mình xóa cái mặt dưới này đi để làm gì? Để mình bắt đầu tiến hành chốt chặn đường flow. Như hồi nãy mình đã nói, đường flow các bạn cần đi theo cái ngõ hướng này à, là để cho nó có cái đoạn nè, đây là đoạn lưới nè, để nó cái thì cái đường flow này để tạo cho các bạn cái cầm á. Nếu mà các bạn không dựng cái khúc này thì về sau các bạn dựng cầm rất là khó, và low mesh nó chạy rất là dễ sai. Chưa? Đó đó lý do vì sao á, mà khúc này thay vì mình chạy nữa thì mình sẽ không quan tâm, không có chạy tiếp, mà mình sẽ bắt đầu mình dựng ngưng chút để mình dựng cái phần mặt này. Và đặc biệt đây là cái phần óc của mình. Thì các bạn á, cũng biết là cái đầu của mình ha, cái đầu của mình là như thế này. Thì cái đầu sọ của mình mà, đây là cái phần đầu sọ của mình nè. Thì cái óc này để cho mình biết đây là cái ngấn, cái óc sau của mình. Thì ở thời điểm này á, nó chưa có quan phải là quan trọng lắm, cho nên mình sẽ dẹp cái này và mình xóa nó đi. Nó sẽ giúp cho các bạn hình thành một cái khối gọi là khối óc, giúp cho bạn dễ quản lý hơn. Và lúc này các bạn kéo, các bạn cảm thấy lúc này có phải là mặt bên á, nó đang dần dần hình thành một cái gọi là cái cầm ở dưới này của mình không? Chưa? Từ đây nè, kéo nè. Đây chỉ mới là mặt biên thôi. Rồi, các bạn sẽ cần phải điều chỉnh cái này. Rồi về sau á, các bạn muốn thêm lưới á, thì chỉ cần extrude xuống. Tiếp tục extrude xuống. Nhưng mà ở thời điểm này á, các bạn đừng cần nhiều quá, chỉ cần nhiêu đây thôi, và các bạn bắt đầu tạo khối tròn cho cái đầu. Mình nhắc nhở lại ha. Lúc thời điểm này nè là lúc các bạn dần dần tạo khối tròn cho cái đầu. Chưa? Thì như giống như hồi nãy nè, đây có phải đây là cái đường lưới hiện hữu của mình đang đang có không? Không, y chang rồi đúng không? Đây, nhưng mà cái bạn đường này là bây giờ xoay cái góc chiều này các bạn sẽ thấy nó rất 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 là phẳng. Thì lý do đó là tại sao? Tại vì ở đây mình có lưới đâu mà làm. Thì ở đây bắt đầu, ok. Từ đây các bạn muốn từ đỉnh gì đó thì cứ đỉnh rồi ha. Từ đây các bạn mới thêm những đường này. Những đường này không giúp cho các bạn ra chi tiết đẹp, mà bắt đầu lúc này nó sẽ giúp cho các bạn ra phần khối. Và phần khối này vẫn còn là một mớ hỗn độn. Nói chung là rất hỗn độn ha, mình nó chỉ ra cái khối thôi chứ chưa có ra sắc mặt đâu. Hạn chế nhất lúc này là sử dụng quá nhiều lưới, ví dụ như ở đây mình chỉ cần là một nè, hai nè, ba nè, một hai ba nè, là các bạn cũng đã thấy ở đây có một cái điểm cong rất là tốt rồi. Thì cố gắng ở điểm này mình cũng chỉ cần tạo một hai ba thôi, tại vì càng ít lưới mình càng dễ sửa khối. Các bạn sẽ thấy là cách cách mình sửa khối rất là nhiều. Thì ở đây các bạn cảm thấy là chỉ cần một hai ba thôi là mình bắt đầu mình tiến hành mình sửa khối dần dần rồi đó.
Tại vì với lại một phần nữa là khi các bạn làm á, cái đầu chỉ cần một cái khối bình thường để các bạn còn đi xuống phần thân, áo, quần, tay nó rất là nhiều. Mà chưa gì các bạn đi làm chi tiết một nùi lưới trên này thì xin thưa khi lúc mà các bạn đi xuống dưới này á, lưới trên này sẽ gần như là tỷ lệ thuận với thằng trên này rồi đi xuống này. Lưới ngay chỗ cái đầu này tỷ lệ thuận với quần áo và cứ thế bạn làm quá nhiều trên này thì xuống dưới càng quá nhiều luôn. Cho nên ở mức độ này á, mình chỉ cố gắng làm ra cái khối lóc đầu thôi. Thì một chút mình sẽ giới hạn cái khối lóc đầu của mình là như thế nào. Chứ mình sẽ chưa có làm nhiều lắm đâu. Rồi quay trở lại đây. Thì các bạn cũng thấy là hiện tại á, mình đang có là 1 nè, 2 nè, 3, có phải tương ứng với điểm ở đây không? Quá giống đi còn gì nữa. Thì các bạn phân tích mà đúng thì các bạn sẽ đi theo cái này đúng, còn các bạn phân tích sai thì xin thưa các bạn đi kiểu gì nó cũng ra một nồi đó. Chưa? Rồi, thì từ cái điểm này nè, các bạn sẽ để ý à tôi đây có còn phần con mắt nè. Tôi đây còn có cái mũi nè. Các bạn sẽ suy nghĩ như thế. Ok, cái đó không có gì sai. Các bạn có thể tạo một chút lưới để cho ra mắt mũi một tí thôi, nó không cần quá nhiều. Thì ví dụ như từ cái mũi này nè, ví dụ như ở đây bạn thấy rất là nhiều lưới đúng không? Tròn nè, cong nè, ui xin lừa, không phải đâu nha, mình không có làm một nồi vậy đâu. Ví dụ như cái qua đây nè, các bạn sẽ thấy cái đường của mình làm ở đây á, nó rất là ít. Ví dụ như từ điểm này là 1 là 2 là 3 nè, rất là ít. Tại sao các bạn cảm thấy ở đây nó mượt là tại vì theo cái lý thuyết của mình, khi các bạn nhiều tập hợp các đoạn ngắn mà đoạn thẳng ngắn á, nó sẽ tạo ra một cái đường cong. Cho nên á, khi mà chụp ở mức độ này các bạn sẽ cảm thấy cái chỗ này của mình cong, chứ thực ra mình không có dùng nhiều lưới nha. Các bạn zoom lại là các bạn cảm thấy lưới của mình nó rất là gắt. Nhưng mà khi mà để ở xa này á, là con mắt của các bạn sẽ tự điều chỉnh. Giống như là con mắt của mình á, nó tự tạo cái khử răng cưa cho cá nhân mình luôn đó. Đó, tự răng cưa nè, tự tạo ra cảm giác nó cong, chứ thực tế là cái này vẫn còn gắt, khá là gắt nếu các bạn zoom lại gần. Y như là các bạn dùng kính hiển vi. Rồi, thì từ cái điểm này nè, ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp một cách là các bạn chặn một vài cái điểm để tạo cái đường ngay cái đỉnh trán nè. Phải, đây là những cái đường đỉnh mà để cho các bạn biết các bạn còn có thể chỉnh cái lưới cho nó dễ thôi. Ha, từ đây nè. Phân tích ra dần dần nhưng mà đừng tạo ra quá nhiều lưới. Các bạn nếu mà không có ai kè các bạn mà các bạn cứ tạo ra nhiều lưới thì về sau các bạn là người chỉnh sửa lưới rất là mệt. Tại file là file của các bạn chứ không phải file của ai đó. Rồi, một cái điểm nữa, nếu mà các bạn cứ từ đây mà ngắt ra như thế này thì nó sẽ giống như á là cái từ cái điểm này nè. Từ điểm này nè, nó cứ ngắt ra ở đây nè. Thì nó sẽ rất 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 là khó cho các bạn. Tại vì sao? Cái điểm này thực tế là nó không phải là nằm ở đây đâu, mà là cái điểm của nó sẽ tầm ở cái mức độ này nè. Còn cái này lúc này mình đang có quá nhiều lưới, quá ít lưới chứ lộn. Cho nên các bạn sẽ bị cái tình trạng thế. Thì khi này á bắt đầu các bạn mới thêm một chút thôi để ngắt cái này ra, ngắt cái này ra. Đây sẽ là cái chỗ để về sau mình làm cái đây là cái chân mày của mình ha. Nó di chuyển đi, không phải lúc nào các bạn cũng sẽ làm một phát là xong đâu, mà các bạn còn chỉnh nhiều lắm. Hiện tại mình đang ít lưới mà để cho cái khối dễ chỉnh nữa, cho nên mình sẽ tiến hành thêm thêm một chút chút cho dễ thôi. Rồi cái tiếp đến cái phần mũi. Thì cái phần mũi ở đây nè, mình sẽ thêm một chút, nhưng mà thay vì á mình ngắt từ đây ra thì nó quá là dài, cho nên từ đây tiếp tục mình đi xuống dưới này. Chưa? Từ cái điểm này nè,
mình mới phân tích tiếp. À, để cho ra cái phần mũi á thì các bạn cần phải có một vài cái điểm ngấn. Nhớ cái điểm ngấn rất là quan trọng. Ví dụ như ngấn chỗ này, ngấn chỗ này, ngấn chỗ này cho ra cái mũi. Thì để cho dễ hơn á, mình sẽ tiếp tục chạy một cái đường như thế này tiếp. Lý do tại sao mình chạy cái đường này, vì đây sẽ là một cái đường trạng thái flow mesh. Thì cái flow hồi nãy mình đã nói rồi, nó không hề chạy theo từ trên trục xuống mà nó chạy theo trục nghiêng. Ví dụ như chỗ này nè, các bạn sẽ thấy cái flow của mình. Thì cái đường này á, các bạn cũng sẽ cần phải để ý là chỗ này mình cũng phải cần phải chạy cái đường flow như thế. Nếu mà lúc này các bạn chạy sai thì về sau các bạn sẽ là người phải chỉnh cái phần này lại. Rồi, ở đây khi mà mình đã có rồi, thấy không? Thì mình bắt đầu mình có được cái những cái trạng thái có thể chỉnh được cái phần cầm. Và ở đây các bạn cũng phải, khi mà các bạn đã có điểm lưới rồi thì cố gắng đừng bỏ qua những cái điểm này. Tại vì những cái điểm này sẽ là giúp cho mình tạo tiếp cái đường khối. Thì nó lý do đó mình sẽ không có để cho nó yên như thế này, mình cũng sẽ tiếp tục mình đẩy cho ra. Tại vì cái khối này là sao, nó đâu phải là khối dẹp dẹp như thế này đâu. Nếu mà các bạn để về các bạn sẽ cảm thấy rất là dẹp. Do đó mình các bạn cần phải đẩy cái đoạn lưới này ra cho nó phồng ra. Đó. Thì những cái điểm này lúc này ban đầu á, nó vẫn còn khá là nguyên sơ, nó chưa có đầy đủ gì đâu. Nhưng mà dựa vào đó mình sẽ tiến hành, mình bắt đầu mình cho ra, ra dần dần. Chỉnh dần dần. Và lúc này cũng cố gắng chỉnh sửa làm sao cho ra cái đoạn khối. Các bạn không có áp hình gì ở đây thì các bạn chỉ có thể là ngồi nhìn 1, 2, 3, 4. Có phải tương ứng với 1, 2, 3, đây không? 4. Thì cũng, tại sao ở đây cũng cùng là 4 điểm nhưng mà nó ra cong. Ở đây mình cũng 4 điểm mình chưa ra cong. Có nghĩa là mình chưa kéo điểm tốt thì cố gắng từ đây mình kéo. Đây là cách mình quản lý khối ở trạng thái lưới lô. Rồi. Bây giờ tiếp tục từ cái điểm này bắt đầu mình ngấn ra cái phần sóng mũi. Cứ kéo một chút thôi, đừng kéo nhiều. Thì ngấn ở đây ha, cái ngấn ở đây, ví dụ như lúc này mình đang ít, gọi là ít lưới á, thì thay vì mình làm hai cái điểm như thế này thì đừng làm hai điểm mà cố gắng chỉ cần một điểm cho ra cái mũi nhọn thôi. Mũi nhọn cũng được nữa. Nè, 1 nè, 2, 3 nè. Không, chỉ cần cái mũi như thế này là đủ. Tại vì sao? Vì căn bản mình lúc này về sau nếu mà muốn thêm lưới để cho nó mượt thì chỉ cần ép những cái điểm này vào trong, tạo ra đường cong chút. Rồi từ đây ép thêm một cái điểm là nó đã tạo cho mình cái khối mũi rồi. Thấy chưa? Nhưng mà để tránh trường hợp các bạn cứ ngồi làm quá nhiều á, thì lúc này mình hạn chế sử dụng cái này rất rất là nhiều ha. Mình hạn chế sử dụng. Thì lúc này mình sẽ cố gắng mình chỉ sử dụng cái mũi mà nhọn nhọn như thế này thôi. Để cho các bạn cảm thấy là đây là cái phần mũi và mai mốt mình sẽ từ đó mà mình đẩy thêm lưới cho nó. Và cũng cố gắng do lưới của mình đang ít đó, cho nên mình sẽ cố gắng phải định cái xếp cho nó tốt vào. Ví dụ như các bạn cảm thấy cần xếp nghe chỗ này đúng không? Thì các bạn cảm thấy nè, bây giờ từ đây nè, cái ngấn này nè so với đối chiếu xuống 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 cái phần cầm. Thì cái cầm, điểm cầm nó nằm ở đây thì các bạn cố gắng ví dụ như lấy cái ngấn này là 1 2 3 4 chiếu 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 xuống chiếu chiếu xuống. Các bạn cảm thấy là nó đang bị khác với cái rep. Thì đây chính là cái phần mà thời điểm mà các bạn gọi là robotion, gọi là tỷ lệ hay còn gọi là shape. Các bạn cần phải chỉnh điều chỉnh nó cho nó tốt hơn. Rồi. Ví dụ như
thời ở đây cũng vậy. Ví dụ như các bạn nè, từ cái điểm này là cái điểm này của mình ha, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái điểm của mình từ đây đối chiếu qua nó bằng gần như là thẳng hàng so với cái phần mũi. Thì khi mà các bạn thấy thế, các bạn phải tập đối chiếu nhìn thôi, các bạn phải lấy điểm, tự con mắt của các bạn phải tự lấy điểm thì nó mới được. Thì sau khi mà lấy điểm xong á thì mình đối chiếu qua, à cái này gần bằng nhau thì mình sẽ cân chỉnh cái này gần bằng. Còn cái đây là cái phần lỗ tai nè, ví dụ như à, các bạn muốn thêm cái lưới lỗ để cái làm lỗ tai, thì cái khoanh lỗ tai của mình á là nó sẽ bự từ đây, còn cái khoanh thì cái khoanh ngay chỗ này nó không có quan trọng với mình cái thời điểm này. Tại vì sao? Từ điểm hai điểm này nè, mình sẽ extrude, mình cắt nó ra cho ra cái khoanh ngay chỗ này. Được chưa? Đó. Từ cái điểm này nè, cái ca nè. Thì các bạn có thể vào Photoshop, các bạn thử vẽ coi cái đường lưới của mình như thế này á, với cái đường các bạn tự vẽ, các bạn cảm thấy nó có gần gần giống giống với hình rep hay không? Cứ vẽ vẽ thử một chút. Còn 3D mà vẽ không được thì các bạn tự luyện thêm ha, tại vì mình chỉ có góp ý như thế này thôi, chứ ở đây là cách luyện, mà các bạn vẽ không được thì mình cũng chịu. Được chưa? Đây là cái lúc mà mình đang ít lưới nè, nhưng mà nó vẫn đi theo được cái khối này. Có thể là cái chỗ này mình sẽ cần sửa một chút lại. Đó. Sửa cái khúc này lại. Rồi, từ ví dụ như từ cái điểm này ha, bây giờ bắt đầu mình đối chiếu qua nữa. Thì mọi thứ là mình phải tập đối chiếu thôi. À, từ cái điểm này cho dễ đi. Thì nhờ có cái hình này thì ôi chết, lúc trước quên vẽ cái texture chỗ này, thôi kệ. Nó phía sau rồi. Rồi, từ cái hình này là cái điểm lưới của mình ha, thì nó so với cái đuôi mắt của mình á, nó cũng gần gần thẳng với nhau. Thì khi mà mình làm vậy á thì cố gắng mình cũng sẽ lấy, thật ra cái này mai mốt sẽ là cái đuôi mắt của mình, thì mình sẽ lấy cái này để mình dựng ra ở cái tầm mức sơ sơ thôi, tầm mức sơ sơ nó sẽ như thế này, để mai mốt á mình biết là đây là có thể là cái chỗ đuôi mắt của mình. Đây vẫn là lưới lô, chưa có cần nhiều. Chưa? Rồi. Kế tiếp. Thì tại vì á, cái phần này á, nó có phần tóc. Nhưng mà cái lúc ban đầu nếu mà các bạn muốn tạo á, thì mình cũng khuyến cáo là các bạn nên tạo một cái đầu đàng hoàng nha. Tại vì thật ra cái này gọi là optimize rồi. Khi cái đầu của mình á, thì lúc ban đầu á, nó sẽ như thế này. Rồi còn cái phần mà không thấy á, thì lúc về sau mình xóa nó đi. Thì cái phần lưới, lưới bao giờ các bạn cũng cần phải biết, à lưới mà theo cái khung mà đi vào vòng cung như thế này á, nó phải có cái đường bo như thế này. Đây gọi là flow mesh nè. Thì các bạn sẽ thấy là lưới ở đây khá nhiều, nhưng mà thật ra cũng không cần nhiều vậy đâu. Thì dựa vào cái hình vẽ này nè, mình phân tích xong thì ở đây là cái đỉnh chấn thủy, cái lỗ lỗ tai của mình nè. Chưa? Thì từ cái đỉnh này nè, thông thường á, từ cái lỗ tai của mình á, lên đây gọi là cái đỉnh cao nhất của mình. Đỉnh cao nhất của mình. Lấy cái đỉnh này nè, bắt đầu các bạn tia cái phần này ra. Thì cứ tia từ từ thôi, đừng có nhiều quá. Cái này là thông thường các bạn hay bị nhiều lắm. Mà tại vì cái lưới cái chỗ này á, thực tế là nó không có cần quá nhiều đâu, cũng không có quan trọng lắm đâu. Mai mốt còn mình còn có thể xóa nữa. Nhưng mà làm để cho mình biết. Thì ở khúc này các bạn dựng đơn sơ như thế này. Sơ sơ như thế này thôi, không cần quá tròn. Đây chính gọi là cái lóc. Đây gọi là lóc nè. Là cái khối thôi đó.
Lock locking thì người ta cũng gọi là sếp, người ta cũng gọi là form, tùy mọi người, tùy người xài thôi. Silhouette thì cái từ nó hơi bị khó viết nên thôi dẹp bỏ qua một bên đi. Rồi quay trở lại thì cái khúc này nè các bạn á, khi mà các bạn xoay về đây các bạn sẽ thấy rõ ràng á, cái đầu của mình rất là dẹp ha. Tại vì sao mình ở đây bắt đầu quay qua trở lại đây, cố gắng đi phần phần nhưng mà mình giới hạn lại cái đầu một chút. Rồi thì về cái phần đầu ở đây nè các bạn sẽ thấy là ok, rồi cái mũi của mình thì có nhiêu đây, nhưng mà tại vì mình chưa có sửa gì hết đó thì nãy giờ á, là mình chỉ có sửa bên hông thôi, do đó các bạn sẽ thấy cái đầu này rất là sai. Nhiệm vụ của các bạn trước khi thêm lưới nữa, hãy cố chỉnh cái mặt phone lại, tại vì nãy giờ mình chỉnh có mặt sai không à, mình không chưa có chỉnh cái mặt phone thì nó rất là kỳ, đúng không? Dụ như nãy giờ mình chỉnh mặt sai nè, còn mặt phone thì nó lại tài hoài thế. Nên trước khi làm gì nữa thì chỉnh mặt phone lại cho mình. Từ đây nè, cái điểm điểm đây nè. Điểm đây nè. Thì cái đường này là đường lỗ tai, bắt đầu mình chỉnh nhỏ lại. Rồi. Rồi. Ví dụ như các bạn sẽ cần đẩy mấy cái này lại cho nó cái khuôn mặt của mình á, nó bắt đầu nó áp ép cái khuôn của mình lại. Thì cái khuôn này nè, một nè, hai nè, ba nè, chưa, dựa vào cái điểm đây ha, điểm đây nè, thì các bạn cần phải ép lại cái khuôn. Ví dụ như nếu mà đúng đúng theo cái đường lưới mà mình đang dựng á thì nó sẽ chỉ có nhiêu đây thôi, sẽ chỉ có nhiêu một hai nè, mình đang cố phục dựng lại dựa trên cái hình của mình. Thì để cho các bạn thấy mặc dù điểm nó rất, lưới nó ít là ít nhưng mà các bạn vẫn phải có cái gì đó tuân theo. Đây. Thì dựa vào cái hình này xong rồi, mình phân tích mình thấy à chỉ có nhiêu đây điểm lưới nhưng mà nhìn vào cái này nó sẽ đẹp hơn, thì lúc này các bạn cố gắng các bạn đẩy lại cái khu này. À ở cái mặt này các bạn cố gắng ha, tại vì á đừng có đẩy tùm lum, mà các bạn cần phải biết cái mình đang đẩy là cái gì. Thì ở cái phần này nếu mà các bạn đẩy cái phần này lên á thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cái phần mặt bên này. Nhớ chưa? Nếu mà các bạn đẩy phần này á thì gần như cái khúc này nó không có thay đổi gì nhiều. Chưa? Để cho khi mà các bạn chỉnh có thể là các bạn cần phải nói chung là giới hạn lại cái gì mình cần phải kéo. Nếu không thôi các bạn cứ đi ngồi kéo hết ba cái này là ba chiều nè, nó sẽ không có còn dễ dàng chỉnh sửa nữa. Nó lúc thì nó chạy chỗ này, lúc nó chạy chỗ kia rất là khó chịu. Ví dụ như mình cảm thấy là cái mặt của này lúc này của mình nó quá bự đi, nó bự bành hông luôn, thì lúc này mình ép lại. Đây là lúc mà các bạn chỉnh sửa gọi là cái shape của nó nè. Mình không hề áp hình, mình chỉ có dựa vào cái hình vẽ phân tích để mình đi theo cái hình khối của nó thôi. Sẽ khó nhưng mà cái này rất là tốt, cái một cái rất là tốt để tương lai của các bạn đi chỉnh sửa cái gì đó khối nó sẽ dễ hơn. Rồi, bên này nó vẫn ổn. Nó không có bị lệch gì nhiều quá. Rồi. Và bây giờ tiếp tục với cái kiểu mà nãy giờ mình ngồi phân tích. Thì khi mà các bạn thấy có cái cầm nào mà nó đi theo cái hình vuông vóc như thế này không? Nhọn quắc như thế này không? Không. Cái này gọi là sai nè. Tại sao? Mặt mũi của mình nó có cái độ bầu. Mà đã có độ bầu á, thì không có thể nào mà nó lại ngấn nhọn như thế này.
Thì lúc này các bạn sẽ cần phải tiếp tục các bạn đẩy mấy cái này ra. Các bạn sẽ chỉnh tới chỉnh lui rất là nhiều mấy cái phần này ha, không phải là làm xong phát là một chiều hai chiều là xong đâu. Đó. Thì từ cái gương mặt mà gần như là nó nhỏ quá, lúc này mình đẩy những cái khối này ra nó sẽ bầu ra, mặc dù lưới mình rất là ít. Lưới ít không có nghĩa là không đủ để kéo sáp, chỉ là các bạn không biết kéo làm sao cho ra nó có tác dụng tốt thôi. Rồi. Thì cái đoạn mình cần á, đang tập trung là chính là cái đoạn này. Từ đây đến đoạn mũi nè. Thì cái phần mà cái sếp của mình á, để ý á, cái phần đoạn mũi của mình á, nếu mà theo một cái hình tam giác á, thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Nhưng mà đối với cái phần của mình á, thì có thể là nó hơi bị khác một chút. Thì nhiệm vụ của mình á, là khi làm á, cố gắng mình cần phải ví dụ như ở đây đủ chấm lại đi, chấm lại đi. Rồi ở đây nếu mà dựa trên cái hình này thì mình đang chấm theo cái hình này nè, thì vẫn là cái đoạn này của mình đang bị quá đi nè, thì cái phần này nó cần điểm nằm tầm ở chỗ này, cái điểm này nó tầm ở đây, rồi điểm ở nằm đây, điểm nằm đây, lấy ba điểm này để các bạn ngồi check check cái kiểm tra cái khối của mình. Chưa? Thì có thể là mình sẽ o ép cái chỗ này lại một chút. Đó. Thì các bạn sẽ cảm giác là đây cái phần nè, tại vì từ đây nè các bạn sẽ thấy cái đường nó đi bắt đầu đi nghiêng nè, nghiêng nè, nghiêng nè vô nè. Nên nó rồi ha, mình không chưa có đầy đủ lưới cho nên chắc chắn cái này á các bạn sẽ thấy là nó còn đang thiếu rất là nhiều điểm. Mà về sau mình sẽ thêm. Đó không quan trọng. Rồi, quay trở lại với cái phần cái khuôn mặt. Thì từ điểm này xong, bắt đầu quay trở lại mình chỉnh ở trên. Đây là cái lỗ tai, thì đây là cái lỗ tai của mình. Thì cái lỗ tai mai mốt mình sẽ dựng nó ra riêng, từ đây mình cắt dựng cho nên chỗ này mình không có còn quan tâm. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ chỉnh cái khối đầu của mình. Thì cái đường lưới này nó sẽ không có đủ. Ví dụ như từ đỉnh này nếu mà muốn lưới cong nữa bắt buộc các bạn phải thêm như thế này thì nó mới bắt đầu nó cong. Được chưa? Chứ không thể nào mà tự nhiên mà nó cong được. Thì cái ba này á cứ thêm đi, thêm xong rồi mình sẽ bắt đầu mình phân tích nó đủ độ cong chưa, nếu mà chưa đủ thì mình sẽ thêm lưới, không có vấn đề gì cả. Thì để cho đầy đủ mình cắt từ đây cắt cắt nè, đi nguyên vòng nè. Đúng không? Thì các bạn sẽ thấy rõ ràng đây chính là cái flow mesh của mình. Cái này dẹp đi. Không cần. Có phải hình bên. Thì cái công đoạn này gần như là các bạn sẽ thấy là nó rất là ít lưới. Nhưng mà ít lưới mà nó đầy đủ các khối để tạo cho mình cái lốc. Ở đây nè ham, thường á là không cái đầu của mình á nó sẽ đi tạo ra cái khúc như thế này. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là cái đầu của mình nó sẽ tròn như thế này ha. Thì cái chỗ điểm này nè nó sẽ thường hay nghiêng. Ví dụ như điểm lưới của mình nó sẽ thường hay nghiêng từ đây qua. Cho nên nó nếu mà đẩy thêm mình sẽ đẩy 1 2 3 4 dời cái điểm này qua đây tiếp để cho nó bắt đầu nó cong qua. Thì 1 2 3 mình cần thêm 3 cái điểm ở đằng giữa, mình mới có thêm có 1 điểm thôi. Nó chưa có đủ. Thì ở cái khúc này mình sẽ cố gắng mình sử dụng cái đoạn này.
đây cho nó ra nè. Rồi còn ở khúc này á, các bạn thêm lưới để cho nó cong lại như thế nào đó thì tùy các bạn. Sau khi ví dụ như cá nhân của mình á, trước khi thêm lưới á, mình sẽ ngồi phân tích tiếp mấy cái này. Thường mình bảo đảm các bạn hay bị sai rất là nhiều ở cái đoạn này, tại vì các bạn thêm lưới chỗ này xong các bạn cảm thấy ở đây rồi, nhưng mà xin thưa các bạn nhìn ở đây nè, có cái đầu nào mà nó lại nhọn quắc như thế này không? Vẫn là giống như hồi nãy cái cầm. Tại đơn giản khi các bạn làm xong các bạn không có một cái thói quen là kéo kéo cái đầu mà, cái đầu tròn mà, cái đầu mình cần phải từ từ mình kéo rãn ra chứ. Chứ ai mà cứ đi để cái đầu mình nó nhọn quắc rồi sau đó các bạn cứ thấy ủa sao làm hoài cái đầu vẫn nhọn quắc, rồi các bạn chưa kéo mấy cái này. Được chưa? Sử dụng ít lưới nhất có thể nhưng mà vẫn ra được cái khói chính là nhờ những cái kỹ năng mà các bạn vừa làm vừa kéo, chứ không thể nào mà các bạn làm một phát rồi sau đó các bạn cứ bỏ đó rồi các bạn lại thêm lưới. Tại vì các bạn thêm càng nhiều lưới thì mình càng sửa hơi bị nhiều, có nghĩa là một điểm lưới thì các bạn kéo một điểm, còn nếu mà các bạn làm 100 cái điểm lưới các bạn đi ngồi kéo 100 cái điểm thì rất ư là mệt. Hồi nãy mình phân tích ở đây mình cần thêm một cái đoạn giữa, nhưng mà mình cảm thấy cái khúc này nó chỉ là cái lóc thôi, cho nên cái đoạn giữa đó mình sẽ chưa có cần thiết và do đó mình sẽ stop dừng, không có thêm lưới cái chỗ này. Và cái thêm lưới đó mình sẽ để ở cái phần sau, lúc mà mình cảm thấy cái khối này nó đã ổn rồi, cái robotion này đã ổn rồi thì lúc này mình sẽ thêm lưới để nó có cái độ bo tròn. Chưa? Rồi, ở đây á, thì đầu tóc mặt mũi mình chưa có đâu, nên mình chưa có cần phải tập trung cái phần này lắm. Kế tiếp thì mình cần nhất nữa là thay vì á, cứ làm cái đầu hoài mà các bạn chưa có thân, chưa có thiết gì đó, chưa có tay chân gì đó, thì mình nói các bạn cố gắng thôi, đừng ngồi làm mấy cái này nhiều nữa. Tại vì tỷ lệ tổng chưa có thì giống như là các bạn xây nhà. Có phải khi mà các bạn xây nhà các bạn sẽ có từng tầng này nè. Rồi các bạn xây có phải là sau đó các bạn xây thêm cái tầng này không? Rồi sau đó các bạn xây thêm tầng thứ ba. Rồi các bạn mới xây cái nóc. Câu hỏi, ủa có khi nào các bạn xây cái nhà rồi sau đó là các bạn đi ngồi đập cái nội thất vô cái tầng 1 rồi các bạn mới làm lên tầng 2, sau đó bạn đập nội thất lên tầng 2 không? Đâu có. Người ta sẽ xây cái căn bản nền móng từ căn nhà lên trước. Ví dụ như từ cái nền móng này nè. Rồi người ta mới tiến hành người ta đắp. Đắp tiếp tục đắp gạch. Đắp gạch xong nó lại đi lên. Đúng không? Người ta sẽ xây như thế này. Sau đó, sau khi mà nền móng hoặc là cái phần xếp của căn nhà nó đẹp rồi đó, người ta mới bắt đầu người ta trét hồ. Người ta trét hồ xong, người ta mới từ trét hồ từ tầng 1 lên tầng 2 lên tầng 3 lên tầng nóc. Sau đó là người ta mới quay trở lại, người ta làm tiếp cái nội thất hay gì đó. Thì mình khi làm cái này nó vẫn nên theo cái flow này. Nếu mà các bạn không muốn ngồi về sau các bạn ngồi sửa nát thần, tại vì cái sếp mà sai á các bạn ngồi sửa rất là cực và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần mà những cái mà cái chi tiết, thì lúc này á có thể bạn sửa sếp là chi tiết nó cũng sẽ hư luôn. Cho nên khúc này mình tạm thời ngưng và thay vào đó mình sẽ tiến hành tạo ra cái đi xuống lưới. Ở đây mà càng ít thì xuống lưới dưới này cũng sẽ ít theo, cho nên mình nói tỷ lệ thuận là vậy. Ở đây mình sẽ tiến hành ok, thì các bạn cũng biết từ cái mang tay mà đi vào cái phần cái cổ của mình thì nó không thể nào mà đi thẳng xuống 90 độ mà nó sẽ đi cong vào. Thì ở đây các bạn cố gắng các bạn đi cong vào giùm mình ha. Còn mấy cái này mình nói lại, đây mình làm là tam giác cho nên xài gì thì xài, có thể cho nó thành một cái khối tam giác cũng được,
tùy các bạn điều chỉnh thôi. Ví dụ như mình thì cũng không cần thiết phải tăm, thì mình có thể tạo ra cái này. Thì nhiều khi á là do cái HSFS đó có thể khiến các bạn hơi bị khó chịu một chút, thì các bạn có thể tiến hành sub S cho nó nhìn nó dễ chịu hơn đó mà. Không, các bạn sẽ thấy cái cảm giác là nó cong mượt nó đi vô không. Rồi, từ đây mình đi xuống luôn. Cũng giống như hồi nãy, mình shop S. Rồi, một cái phần kế tiếp mình chỉ tiếp là để làm cái cổ. Cái cổ của mình á thì thông thường á các bạn đi lưới thẳng xuống cũng được, ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà khi các bạn đang làm ở trạng thái ít lưới thì mình khuyên các bạn nên làm một trong hai dạng. Cổ của mình thì nên làm một là trụ tứ như thế này, hai á là các bạn làm thành trụ lục, nhưng mà cũng không khuyến khích lắm tại đang ít mà. Thì trụ tứ thường đẹp hơn á, nó sẽ đi lên thành trụ tám, còn đây là trụ lục thì cái này đối xứng nè, cái này đối xứng. Đúng không, thì các bạn có thể tự suy nghĩ thôi, mình cũng không có tự quyết định, nhưng mà thường mình ưu tiên hơn là cái trụ tứ. Tại về sau á mình sẽ còn chỉnh sửa rất nhiều, mình chưa chắc nó ổn hay không cho nên mình sẽ chỉnh sửa rất nhiều. Thì đối với những trường hợp này á, mình sẽ tạm thời cho nó thành trụ tứ như thế này. Cái này ngắt cái thằng này ra luôn, cho nó vậy đi. Rồi cho này chín luôn luôn rồi, chín luôn luôn. Thì mình quy nó về lại thành trụ tứ là như thế này. Có không? Các bạn thấy thấy giống tứ giác không? Thì đây gọi là mình hình trụ tứ ha. Thì tại sao chỉ cần một cái khối trụ tứ này, nếu các bạn sub S thì các bạn sẽ cảm giác nó giống như là một cái cổ đầy đủ. Nhìn ở khúc này nó vẫn ra khối trụ, nhìn ở khối này nó ra khối trụ. Nó lại đây là lô, cái quy trình này vẫn chưa phải là lên chi tiết, cho nên các bạn đừng quá nhập tâm cái phần đó, mà các bạn làm từng chút giúp mình. Mai mốt mình còn sửa lại cái này nữa. Rồi, thì từ cái điểm này nè, mình sẽ tiếp tục bắt đầu với những cái đoạn lưới như thế này. Thì thật ra mình sẽ có hai ba cái hướng làm, tại vì không phải lúc nào á mình cũng cần thiết là nó phải dính liền. Ví dụ như đôi khi á mình có thể lấy ra một cái đoạn khác, sau đó rồi về sau á mình ráp lại cái lưới lại với nhau. Thì hồi nãy giờ á, ví dụ như từ cái khúc cổ là mình kéo xuống thẳng, bây giờ mình sẽ làm một cái phương pháp thứ hai, có thể nó sẽ dễ hơn một chút. Thì cũng là từ cái thằng này ha, mình tạo ra cái khối này. Từ cái khối này thì tất nhiên mình cần một cái đoạn giữa. Thì đây là cái lúc mình có thể làm cái đoạn áo. Thật ra áo từ cái khúc cổ nè mình kéo lên vẫn được nha, chứ không phải là cần nhất thiết phải làm một cái khối riêng. Nhưng mà lúc này mình sẽ chỉ cho một cái phương pháp nữa, thì đời mà có nhiều cái phương pháp lắm, không nhất thiết cứ phải đúng theo một cái đâu. Nhưng mà từ cái chỗ này sẽ có rất là nhiều cái mình cần phân tích. Thứ nhất á, là từ cái điểm này thì các bạn cũng sẽ thấy rõ ràng á, là ở đây nè, bây giờ
bỏ đi, đừng đừng có suy nghĩ cái phần cái cổ áo ha. Tại cái cổ áo thật ra rất là dễ. Bây giờ mình chỉ quan tâm cái phần này nè. Phần này nè. Xóa cái này đi cho dễ nhìn. Thì các bạn sẽ chỉ cần quan tâm cái phần này thôi. Ở đây là cái đỉnh gần như là giống như cái vai của mình. Nếu mà các bạn muốn làm như thế này, các bạn muốn mà nó thể hiện được các hình khối 3D á, bắt buộc á, bạn phải có cái đỉnh cao nhất, và đỉnh cao nhất là phải quên. Đỉnh cao nhất ở đây thì mình sẽ bắt đầu mình thêm cái đường lưới ở đây, nó sẽ ra cái đỉnh cao nhất cho các bạn. Chính là đỉnh này, khi mà các bạn kéo thằng này xuống á, thằng này xuống nè. Thì các bạn thấy không? Nó vẫn giữ lại cái điểm này, đường lưới này. Thằng này hiểu qua, ok, hiểu qua. Như mình nói rồi, cái điểm này á, tạm thời các bạn không cần phải quan tâm cái cổ áo. Tại cổ áo mình gắn vô rất là dễ. Rồi, cái nữa là các bạn cần phải hiểu tiếp là làm cái nào sao để cho ra được cái cánh tay. Như mình nói, thường á, khi mình làm lưới lô á, mình rất khi sử dụng nhiều lưới. Đây là cái phần nhấn mạnh. Thì cái mình chỉ cần sử dụng một khối khối lưới tứ như thế này là đủ để mình có thể thể hiện ra được cái phần khối trụ rồi. Về sau nếu mà mình cần đầy đặn hơn thì mình cứ cắt một chút lưới, kéo một chút lưới, vân vân, nó sẽ rất là dễ. Thì ở đây ví dụ như nhìn thế này đi. Đây là cái phần mà ví dụ như ở đây mình phân tích đây cho nó dễ nè, đó giống 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 như cái hình của mình đang có ha, mình đang có cái khối trụ chỉ có nhiêu đây thôi, được chưa? Thì từ đây nè mình kéo cái khối này vào nè, có phải giống không? Ok, gần giống rồi ha, chỉ có khác là mình chưa có cái điểm dưới này rồi. Ok, cắt luôn. Thì có phải là chỗ này các bạn sẽ ngồi xóa cái chỗ này đi không? Xác chưa? Rồi, từ cái điểm này nè, các bạn sẽ kéo cái phần này xuống nè. Nhưng mà để ý bây giờ, kế tiếp. Khi mà kéo cái điểm này xuống á, thì cái chỗ này của mình lại bắt đầu sao? Từ cái điểm này nè, kéo cái này xuống nè. Thì lại hở nguyên cái khúc này. Thật ra không có vấn đề gì đâu, tại vì thật cái của mình á vẫn còn đang thiếu một điểm, chính là cái điểm ngay chỗ này. Các bạn cần phải có một điểm chỗ này thì các bạn mới giữ được, trấn được cái chỗ này. Thì ok, vậy thì mình thêm cái này thôi. Nhưng mà mình khuyên đừng thêm cái kiểu này. Các bạn, nhiều bạn rất hay thêm cái kiểu đường lưới chạy như thế này. Mình thêm cho để cho các bạn coi. Thì cái đường lưới này thật ra cũng không có vấn đề gì lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tốt hơn á, thì mình khuyên làm phân tích điểm nào thì cắt tạo ra điểm đó. Trừ khi các bạn hiểu các bạn đang làm gì thì lúc đó các bạn có thể cắt theo nguyên cái đường lúp đó. Còn không thì xin thưa, làm gì, hiểu gì, cắt nấy. Thấy chưa? Mình đang có thể hiện đây, có thể hiện cho các bạn dễ hiểu nhất có thể thôi. Còn cái điểm dưới thì khỏi đi, tại mình làm ở phần dưới. Thì cái điểm này nè, bắt đầu nè. Từ điểm này ha. Xóa, xóa. Đúng không? Đúng không? Y chang ha. Đừng khe nữa, tại vì cái khúc này á là mai mốt mình sẽ xóa nó đi, hoặc là mình cắt cái lưới này nối lại cái cổ. Cho nên cái phần mà quan trọng nhất là cái đoạn chạy từ đây nè, qua đây nè. Chưa? Đây, y chang mình, ví dụ như giờ xóa cái này đi là thấy y chang ngay và luôn. Đó. Thông thường á thì mình sẽ có, bây giờ nói về lại cái phần flow mesh. Thì đây là cái dưới nách của nó nè. Có phải là chỉ là một cái khối trụ tứ như thế này không? Ok. Thì cái này sẽ hơi bị khó nhìn ha, cho nên á mình xóa cái này đi trước để cho các bạn dễ nhìn ở cái mặt bên này. Xoay qua đây.
Thì dựa vào cái đỉnh này bắt đầu mình kéo cái này nè. Đó, đây. Ok. Kéo cái này qua đây chút. Nói chung là cần phân tích và sau đó các bạn cố kéo theo hình rep giùm mình chứ. Đôi khi á, mình làm mới có phần này thôi, vậy thôi chứ mai mốt mình còn sửa nhiều lắm. Thì dựa vào cái hình này nè, bắt đầu á, các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái phần bên này. Nói lại, cố gắng làm gì thì làm thì phân tích theo từng khúc, từng khúc, từng khúc vậy á. Chứ đừng có ngồi làm xong rồi các bạn bỏ chạy giống như là việc chạy á, là các bạn không biết là các bạn đang ở khu nào đâu. Thì dựa vào cái tỷ lệ này thì mình đây là khối trụ 8 nha. Nhìn rồi các bạn cũng sẽ cảm thấy cái này y như khối trụ 8 và nó chính là khối trụ 8 thật đó. Khi mình làm cái này. Thì khối trụ 8 thật ra từ thở nguyên sơ nó vẫn là khối trụ tứ. Chỉ là mình nhân đôi nó lên thôi. Cho nên á, cái điểm này của mình á, đây mới là cái điểm quan trọng nè. Bây giờ các bạn khi các bạn làm, các bạn chưa có tay nghề á, thì cảm ơn các bạn bỏ vào Photoshop hoặc là Snip Pin Tool như mình. Rồi các bạn phân tích các điểm đặt. Ví dụ như hình khối này các bạn thấy rõ không? Đây là khối trụ tứ của mình ha. Thì khối trụ tứ của mình rõ ràng á là nó cái điểm này nằm đây. Điểm này nằm đây, điểm này nằm đây. Đây là những điểm ngấn thì mình đặt cho các bạn dễ nhìn. Rồi sau đó các bạn sẽ bắt đầu ngồi cắt theo những điểm ngấn đó. Này hơi bị bự chút. Rồi. Thì ok, sau khi phân tích xong mình sẽ cố kéo cái này theo cái đường phân tích, tại vì cái khối này nó đang là theo cái rotation của bên này mà. Chưa? Rồi, trên này sẽ cần có một điểm ở đây và nó sẽ nối điểm ở đây. Thì ok, mình cũng cố gắng làm như thế. Đây là chính là cái lúc mà các bạn sẽ cắt dựa trên những gì mà các bạn ngồi phân tích dần nè. Nghĩa là thiếu tới đâu mình cắt tới đó. Đây là cách lên lưới dần dần. Cái phần này ha, nếu mà đối chiếu xuống từ đây nè, từ đây, từ đây, từ đây nè, cố gắng lấy điểm đối chiếu thôi thì nó sẽ ngay cái phần cổ bên này. Mình cũng cố gắng đối chiếu phần này ép vô dần nè, phần này để đây kệ nó bự bự ra nè, chưa? Ok, cái này đi lên một chút rồi. Rồi xong. Nó như thế thôi, nhưng mà bây giờ bắt đầu quay trở lại đây nè. Các bạn sẽ thấy cái chỗ này, cái lưới này rất là kỳ. Tại vì sao? Tại vì thực tế nó đang là lưới sai, nó không có đúng. Nếu mà đúng á thì cái khối ngay chỗ này nè, bây giờ mình bỏ cái lưới này đi, các bạn phải ép thêm từ đây xuống đây nè. Nó mới ra đúng. Thì nó là độ phồng mà đúng không? Thì nó phồng á, các bạn phải xoay như thế này các bạn mới thấy nó phồng. Còn ba cái nàng này á do là 2S sub S thôi. Cho nên các bạn có thể sub S nó lại, nó sẽ dễ nhìn hơn. Không vấn đề gì cả. Và ở đây cũng giống vậy. Những cái đường đây là mặc dù á mình gọi đây là tứ giác thôi, nhưng mà thật ra khi mà các bạn nhìn ở đây nó không phải là bốn mặt phẳng, bốn điểm nằm trên cùng một phẳng. Ví dụ như bốn điểm mặt phẳng các bạn sẽ thấy bốn điểm này nó bằng như thế này nè. Đây là bốn điểm nằm trên một mặt phẳng nè. Nhưng mà cái này nó đang ngắt ra như thế này thì thật ra đây chỉ là một khối tam giác, khối tứ giác gồm hai tam giác thật sự, nó không phải là tứ giác thật sự nha. Thì cái cổ này mình chuyển đổi đường của nó lại. Thay vì nó cắt như vậy nó sẽ lõm, còn mình đang cần một cái đoạn lòi. Thì lúc này mình sẽ cắt như thế này, nó sẽ trở thành một cái đoạn lòi. Được chưa? Đó là mình phân tích dần dần á. Rồi. Nhưng mà để cho cái đoạn này á nó
chỗ này mai mốt mình sẽ cắt sau. Tại vì mình nói lại ha, mình cần là một cái tỷ lệ, một cái khối có bao bọc hết toàn bộ quần áo như thế này. Còn về sau á, mình cắt thêm á, chi tiết á, thì bắt đầu mình mới cắt thêm. Còn lúc này chưa cần. Nên mình cần phải so cái đầu nè, cần phải so cái quần, cái áo nè. Cho nên lưới cần ít chứ không phải cần nhiều. Các bạn càng làm nhiều, các bạn mốt càng sửa, càng kéo mệt thôi. Thì ở thời điểm này mình cố gắng mình kéo ha, kéo nè. Còn chỗ này là ở giữa nè, ở giữa thì nó nằm ở đây thôi. Đó, đây là ý nghĩa của lúc mà các bạn làm lưới thấp. Lưới càng ít càng tốt, đừng có ngồi đập ngầm nhiều. Thì từ đây mình cố gắng mình kéo xuống thành cái áo thùng thình như thế này. Nhưng phân tích lại, đây là một điểm, đây là hai điểm, đây là ba điểm, đây là bốn điểm, năm điểm. Thì tưởng tượng đi, nó sẽ đi theo cái đường này nè, đi theo cái đường này nè, tại vì nó ôm ở đây mà, đúng không? Thì mình cứ tưởng tượng, thì ở đây mình chỉ cần vài điểm như thế này thôi là đã kéo ra được một cái đường. Còn ở đây á, do cái nếu mà bạn chỉ có một cái điểm ở bên này, ví bệ bên này thôi, thì chắc chắn nó sẽ rất là dẹp. Dẹp là sao vậy nè? Còn do mình có cái điểm giữa nữa, cho nên các bạn sẽ lấy sử dụng cái điểm giữa này nằm ở đây. Ok chưa? Rồi, sau khi phân tích xong á, thì mình tiến hành mình sử dụng mấy cái điểm này. Ôi xài một điểm thôi, dính. Đây là cách mình đặt điểm, di chuyển điểm sao cho nó tốt nhất và ở mức độ mình có thể control được, điều khiển được cái lượng lưới của mình. Nó không quá nhiều, quá ít. Tùy vào từng điểm mà mình sẽ bắt đầu mình thêm. Tại sao chỗ này mình không thêm điểm? Tại vì đơn giản nó khá là phẳng và nó cũng chưa cần thiết lắm. Nó chỉ là cái lóc thôi. Đây. Các bạn sẽ cần phải đổi qua đổi lại rất là nhiều để có thể cho ra được cái này tốt ha. Thì cái điểm này nằm ở cái đoạn bên này, ok. Điểm này thì do mình có cái ngấn của cái đũng quần. Đây là cái phần nếp nhăn. Thì mình ở đây mình chưa cần làm nếp nhăn, cho nên các bạn đừng làm những cái này ở thời điểm này. Nó thực tế thì nó cũng chưa có cần phải. Tại nếp nhăn là gì? Nếp nhăn là chi tiết. Mà chi tiết thì xin thưa, không phải là cái lúc mình cần ở lúc mình xây đoạn nhà. Ví dụ như chỗ này nè, không? Thì các bạn cứ tưởng tượng là nó đi thẳng xuống này đi. Có phải là giống như cái điểm này của mình không? Được chưa? Nó khá là giống. Nó không cần phải nhiều. Rồi, bắt đầu từ điểm này à, đi xuống nè. Thì cái điểm quần này á, nếu mà để dễ, ok, thì mình nghĩ mình có thể ngấn ở đây một cái, rồi thêm ở đây một cái ha. Thì để cho dễ á, mình sẽ cắt ở đây nè, một điểm. Rồi bên này cắt qua đây một điểm. Rất dễ. Nếu mà các bạn hiểu thì các bạn cắt cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Rồi ở phía sau muốn có cái này luôn cũng được, không vấn đề gì cả. Ok, một điểm ngấn nè ha. Rồi thí dụ như giờ đến đây cao quá như vậy thì mình cắt như thế này, đây nó sẽ ra. Nhưng mà cái đoạn này nó sẽ như thế này đây, rất là kỳ. Thì thôi, tạm thời đó là chỉ là một cái mình phân tích lên từ từ thôi, chứ thật ra là mai mốt mình sẽ chỉnh lại cái độ nếp nhăn ở lưới ngay chỗ này. Thì ví dụ như bây giờ mình đã làm sẵn á, thì mình có thể xây cho các bạn coi như thế này ha. Rồi, mình không cần nhiều lưới, nhưng mà những cái đường lưới này là nó sẽ giúp cho mình để mình vẽ cái nếp nhăn, cái độ nhăn quần áo ở đây. Đây là cái điểm về sau thôi. Còn lúc này thì coi như là ok,
tạm ổn. Rồi, kế tiếp. Các bạn thường sẽ hay bị nói chung là mông lung nhất là ở cái độ chi tiết, thì ở đây mình chỉ cần cố gắng giới hạn càng nhiều càng tốt. Thì ở đây là cái chân của mình ha, ví dụ như cái bà đây nè, giờ đẻ nè. Cái chân này là cái chân gì? Vẫn là trụ tứ. Thì trụ tứ thì sao? Một đường biên ở đây. Thì để có thể tạo được như thế thì các bạn sẽ cần dần các bạn kéo từ đây xuống thành khối trụ tứ giùm mình. Kéo xuống trước đi. Rồi. Để cho đây nè, thì mình sẽ có một điểm ở đây rồi. Bắt đầu nè, cái điểm bên này nè, cái điểm nó sẽ nằm trắng bên này ha. Rồi sau đó đây là đường biên của đáy. Mình chưa có cái đáy đâu, mình chỉ có mới có một điểm ở đây thôi. Chưa? Thì kéo ở đây xong á, các bạn có thể bắt đầu phân tích tiếp. Ok, ví dụ như đường biên của đáy thì từ đây nè, mình chuốt cái này vô trong đây, nó sẽ trở thành đường biên của đáy. Yeah. Thì có phải là đây là cái điểm thứ nhất, đây là cái điểm thứ hai không? Thấy chưa? Rồi. Từ đây cũng y chang như vậy, tại trước sau nó cũng gần giống nhau, chỉ có điều là cái phần sau mình cần phải đẩy lại cái mông thôi, nhưng mà cái mông thì một hồi mình đẩy sau lại cũng được. Còn lúc này á thì mình tập trung tạo cho ra mấy cái thằng này trước. Đó, thì lúc này có nghĩa là mình có hai cái điểm trấn giữa ngay cái chỗ bằng chân, cái chỗ chân của mình. Còn còn lại là các bạn phải làm sao, có rất là nhiều cách. Một là các bạn gom lại, hai các bạn làm gì đó. Thì thật ra đây chỉ là về cái căn bản thôi, nó không có gì nhiều cả. Sorry. Thì căn bản có các bạn là các bạn đã biết dựng hình rồi, nhiệm vụ các bạn là sử dụng cái kiến thức để đi dựng thôi. Đây là lóc nha, nó chưa phải là một cái gì đó hoàn chỉnh lắm, cho nên các bạn yêu cầu nó phải đẹp thì xin thưa, chẳng có đời nào đẹp nổi đâu. Đó, mình sẽ có như thế này. Rồi, từ cái khúc này bắt đầu mình, tại vì á cái hướng chân của mình á bao giờ á cũng không có làm nó ngang, đây không có làm ngang mà cái hướng chân các bạn có thể coi coi lại đi, có phải giống như đây là cái quần lót của các bạn không? Thì các quần lót của các bạn á thì chính là cái khúc này là cái chỗ độ cử động của các bạn nè, cho nên cái thường á những cái chỗ này á là các bạn phải dựng làm sao cho nó nghiêng. Đây chính là cái flow mesh cử động để cho người ta khi mà làm anim á nó sẽ dễ. Rồi từ đây thì mình kéo xuống, nó chưa cần nhiều. Rồi thì ở đây các bạn bắt đầu có thể làm cho cái thằng này ngang ngang lại, cố gắng cứ làm ra từng từng chút đi, rồi mình những cái bài sau chắc chắn mình sẽ có chỉ lại cách dần dần các bạn sửa khối lại. Đây chỉ mới có robotion nè, nó chưa phải là cái gì đó cao siêu lắm. Thì trong sau khi các bạn làm xong, các bạn sẽ cần phải chết lại rất là nhiều cái phần khối, do lúc này lưới của mình nó chưa có nhiều. Nó cũng chưa có đầy đủ khối thì mất công ngồi chỉnh nhiều quá thì thôi, lúc này mình sẽ tạm chạy để cho mình có được cái lượng khối lượng lưới vừa đủ. Và ở những cái phần này cố gắng mình làm cho nó thành cái khối trụ tứ đều trước ha. Kiểm tra lại cái này nó có bị gì sai không? Không.
Ok, thì đây là cái khối trụ tứ của mình. Các bạn có thể làm trụ lục hay trụ gì đó, nhưng mà đừng làm trụ bát hoặc là trụ 10, tại vì nó càng nhiều lưới các bạn chỉnh khối càng mệt thôi. Đó là sự thật nha. Ví dụ như ở đây trụ tứ mà các bạn muốn nhích da nhích nhô tạo ra cái độ gì đó của nó, ok, cứ thoải mái một chút. Mà cũng không khuyến khích lắm, tại vì ở đây mình chưa có làm xong cái gì cả, mình đi ngồi ngắt mấy cái này nhiều khi cảm thấy nó cũng chưa cần thiết. Cho nên thôi thì ngắt cho các bạn coi, chứ còn mình thì ngắt đến đây thì mình ngưng để mình tiến hành mình làm tiếp những cái phần khác. Rồi, thì tiếp tục phân tích. Các bạn cứ ngồi nhìn cái độ ngấn đi, loại bỏ mấy cái chi tiết nào không cần thiết. Ví dụ như chỗ này của mình, chỗ này của mình, chỗ này của mình là các bạn thấy là 3 điểm nè, 1 2 3 nè. Giờ kéo xuống điểm này là 1 2 3 nè. Cũng là trụ tứ thôi, thấy không? Đây là cách các bạn cần phải học cách nhìn cái điểm ngấn. Điểm ngấn rất là quan trọng, đồng thời loại bỏ đi mấy cái cần dư thừa. Chưa? Thì ở đây các bạn sẽ thấy rõ một điều nữa là ok, đến đây rồi nó sẽ bắt đầu nó tỏa ra. Và với cái trụ tứ lúc này á, nó sẽ rất là kỳ. Thật ra cái phần này nó rất là bình thường thôi, tại vì đến đây trụ tứ nó không còn hỗ trợ cho mình nữa. Thì lúc này các bạn cần phải phân tích đường lưới. Ví dụ như mình có điểm như thế này để kéo ra vẫn là cần cái điểm này, nhưng mà bên này là bắt đầu nó mất cái khối, cái gót chân của mình à. Thì đơn giản mình chỉ cần cố gắng mình ép thêm cái nữa là nó đã ra cái khối gót chân của mình rồi. Thì những cái bài sau những cái bài kế tiếp á, nói chung là về khúc sau á, mình sẽ cố gắng mình giải thích thêm một vài cái đường lưới để giúp cho người ta animation nữa, chứ không phải các bạn muốn tạo ra sau đó thì tạo ra đâu. Mình sẽ có những cái đường bổ trợ cho người ta làm anim, nếu không nó chữ chết đó. Tại làm character mà, làm character đâu phải là làm xong rồi để đó cho muốn ai muốn làm gì làm được. Đây thì đây gần như gọi là cái lốc. Cái lốc là để cho mình coi cái khối thôi. Để cho cái này đẹp hơn thì mình cắt tiếp một vài cái đoạn. Và cái lốc bao giờ lúc ban đầu cũng chẳng có cái gì gọi là đẹp lắm đâu ha. Đã gọi là lốc rồi, đây là phần thô của một cái model. Các bạn cần phải quan tâm nhất phần thô là gì? Là tỷ lệ. Thì khi mà các bạn đã tạo xong cái này nè, làm ơn đừng chạy, ngồi canh giùm mình cái tỷ lệ. Ví dụ như cái đầu này mình cố gắng, bây giờ mình không có áp hình thì mình để vô đây nè, gần gần nữa không, gần gần cái khung nữa không. Ok, bây giờ làm ơn canh tỷ lệ giùm mình ổn chưa. Ví dụ như thằng này đây nè, thằng này tuột xuống quá nè, thì mình kéo cái này lên chút. Rồi phần này nè, chéo 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 nè, ngang nè, đây đây gọi là robotion và cũng là tỷ lệ, giúp cho mình cái đoạn về sau nó dễ thở hơn. Đó, tỷ lệ là gì? Đây đây cũng mới gọi là tỷ lệ chưa. Thì mình sẽ kết thúc cái bài này ở khúc đoạn này, thì cái bài sau mình sẽ tiếp tục với những cái phần bắt đầu mình có thể thêm lưới. Ví dụ như bây giờ mình có được cái tỷ lệ xong rồi, những cái phần khác thì nó phụ quá cho nên mình sẽ không cần thêm. Bắt đầu mình sẽ thêm lưới những cái phần chính,
Sau đó mình sẽ có phần chính xong thì mình sẽ làm những cái phần phụ. Ví dụ như tại sao mình không làm những cái này lúc này? Tại vì cái phần này có phải là nó dựa vào cái tỷ lệ của quần áo của mình không? Nếu mà mình làm xong thêm lưới mà tỷ lệ quần áo nó vẫn còn sai quá thì các bạn thêm cái này mai mốt các bạn phải ngồi sửa lại cái beo này nữa, cái thắt lưng nữa. Lại mệt, tốn công, tốn sức và nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Không, cho nên mình làm quần áo rồi làm cánh tay, ví dụ thậm chí cả miếng cái miếng này cũng vậy. Nếu mà các bạn làm găng tay này mà nó xấu quá rồi các bạn đi làm miếng này làm gì? Nó đâu có phù hợp. Cho nên làm găng tay nhìn chét cho nó đúng tỷ lệ nhất rồi sau đó các bạn mới quay trở lại làm cái miếng bảo vệ này. Nếu không thì nó cứ sai càng sai à. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.